Chào cả nhà, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một anh chàng quân nhân nhỏ nhất hệ mặt trời. Anh ta là một trong những xạ thủ xuất sắc của đội lính thủy đánh bạc Hoa Kỳ. Nhưng khi vừa được nghỉ dưỡng sau 5 năm liền phục vụ đất nước, anh lại bất ngờ bị CIA phá cửa nhà Blendon, sau đó còn bị một băng đảng mafia Nga truy sát. Thậm chí ngay cả một công ty dược cũng thuê hẳn nữ sát thủ người Nhật đến hốt xác anh. Vậy anh ta đã gây thù chuốc oán gì với bọn họ? Xin mời cả nhà cùng tôi xem bộ phim siêu hay này nha! Mở đầu phim là cảnh một nữ sát thủ bắn tỉa đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô ta mở điện thoại đang phát bản tin trực tiếp rồi từ từ nằm ngửa lên giường. Từ từ nằm lên giường ngắm bắn một ai đó. Trên bản tin lúc này đang phỏng vấn DIA, một nhà hoạt động chính trị cấp cao của Costa Rica. Ông ta chuẩn bị họp với Tổng thống để ký thỏa thuận dỡ bỏ lệnh cấm thương mại. Thế nhưng cuộc họp còn chưa bắt đầu thì DIA đã bị nữ sát thủ tiễn đi bán muối. Cô ta tên là Suki, hay còn được gọi với biệt danh Lady Death. Hoàn thành nhiệm vụ, cô nàng chết chóc ung dung để lại một sợi tóc cùng với vỏ đạn vừa bắn ra rồi rời khỏi hiện trường. Sau khi cảnh sát xét nghiệm sợi tóc ở hiện trường thì kẻ bị tình nghi số 1 chính là Brandon, một siêu xạ thủ trong lực lượng thủy quân lục túi Hoa Kỳ. Ngay lập tức, đặc vụ do người chịu trách nhiệm điều tra vụ ám sát đã cử một đội đặc nhiệm đi vây bắt nghi phạm. Phía bên kia, Brandon không biết chuyện gì đã xảy ra nên vui vẻ chơi game cùng bạn, bỗng một tiếng bùm vang lên. Cánh cửa thì nát bét, còn chủ nhà thì bị nguyên một đám cảnh sát xông vào vì đầu xuống đất. Nam chính ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị bắt, mà đám cảnh sát cũng chẳng thèm giải thích hay nói gì mà cứ thế lôi cổ anh đi. Cùng lúc này, Lady Death cũng xuất hiện bên ngoài căn nhà của Brandon. Ông chủ muốn cô ta giết chết nam chính rồi tạo dựng hiện trường giả rằng Brandon đã tự tử. Tuy nhiên, cảnh sát đã tới trước một bước nên cô ta đành phải bám theo chờ thời cơ ra tay. Để chắc chắn thành công, ông chủ của Lady Death còn thuê thêm một băng đảng mafia Nga phối hợp với cô ta giết chết Brandon. Phía bên kia, nam chính được đưa tới một căn cứ bí mật của CIA. Lúc này, John bước vào kể cho Brandon nghe chuyện vừa xảy ra và khẳng định anh chính là hung thủ ám sát chính trị gia DIA. Ủa, không lẽ chỉ vì một sợi tóc ở hiện trường mà mấy người cho tôi là kẻ sát nhân sao? Tôi chỉ cần có vậy là đủ để có thể kết tội anh rồi. Nếu anh vô tội thì chúng tôi sẽ thả anh ra. Trước khi bị áp giải đến nhà tù liên bang, đặc vụ Zero đã xin nói chuyện riêng với Brandon. Anh ta bày tỏ sự ngưỡng mộ với những gì nam chính và bố của anh là Thomas đã cống hiến cho quân đội. Vì vậy, anh ta hứa sẽ làm sáng tỏ toàn bộ chuyện này. Trên đường đến nhà tù liên bang, chiếc xe áp giải Brandon bất ngờ bị đám mafia người Nga chặn đầu. Thế vậy, cảnh sát vội hải quay xe nhưng còn chưa kịp chạy đã bị một chiếc xe khác đâm ngang. Đám mafia nhanh chóng xách hàng nóng xả đạn liên tục vào chiếc xe chở Brandon. Vì là nhân vật chính nên đạn chỉ tìm đến mấy anh cảnh sát đen đủi mà thôi. Cùng lúc này, Lady Death đã chờ sẵn ở trên núi. Cô ta lập tức mang đồ chơi người lớn của mình ra, đó là một khẩu súng bắn tỉa dài cả mét. Sau đó chăm chú ngắm về phía chiếc xe áp giải tù nhân, nhưng Brandon lúc này đang núp trong xe nên không thấy gì. Khi ấy, nhóm cảnh sát cố gắng chống trả đám mafia nhưng hoàn toàn thất bại trước hỏa lực của chúng. Không những vậy, chúng còn được Lady Death yểm hộ từ xa. Brandon nhanh chóng mở khóa còng tay rồi với lấy hai khẩu súng lục tiễn hai tên mafia đi bán muối. Trong lúc nam chính cố gắng nổ máy xe chạy trốn, Lady Death đã phát hiện ra anh liền bóp cò. May là đúng lúc anh cúi xuống nên mới không phải đi gặp tổ tiên. Biết có một tên xạ thủ tầm xa đang truy sát mình nên anh vội đạp hết ga chim én khỏi hiện trường, bỏ lại cô nàng chết chóc tức cay cả con bươm bướm vì để mục tiêu tẩu thoát. Bên này, John cũng nhận được tin cả đội cảnh sát áp giải nghi phạm đã cỏ mọc xanh mộ không còn một ai. Anh ta tức giận cho rằng Brandon đã làm tay sai cho người Nga và phản bội đất nước. Cô trợ lý da đen còn cho biết thêm, ngoài đám mafia ra thì còn có một tay xạ thủ yểm trợ từ xa nữa. John tiếp tục khẳng định rằng kẻ đó chính là bố của Brandon, bởi vì ông ấy cũng có khả năng bắn tỉa đỉnh cao. Thấy ông sếp mùm lông vừa béo vừa đần giống lão sếp, tôi không chịu động não suy nghĩ mà chỉ chăm chăm đổ tội cho người khác. Nữ đặc vụ xinh đẹp Clover đã quyết định cùng với đặc vụ Zero điều tra bí mật vụ án này. Anh ấy cho rằng Brandon không thể nào là hung thủ giết người, bởi vì chẳng ai ngu đến nỗi đang có sự nghiệp đỉnh cao và được nhiều người trong quân đội yêu quý lại đi phản bội Tổ quốc cả. Thông qua tấm hình chụp các quan chức trong buổi họp tối hôm xảy ra vụ ám sát, anh phát hiện Donald, giám đốc điều hành của một hãng dược phẩm, cũng có mặt ở đó. Đây là một cuộc họp về chính trị. Tại sao một doanh nhân lại có mặt ở nơi quan trọng như vậy? Thế là anh đặc vụ liền tìm đến chỗ của Donald để hỏi thăm. Lúc này ông ta đang đi ăn với em thư ký có hai lá phổi từ bi thì bị Zero phá đám. Donald nói rằng ông ta là bạn của DIA và luôn ủng hộ thỏa thuận dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại nên không thể hại chết DIA được. Ngoài ra, nếu thỏa thuận này thành công thì công ty FLC của ông ta sẽ phát triển vượt bậc khi được sáp nhập với một tập đoàn lớn. Nghe thấy hợp lý nhưng Zero vẫn cảm thấy lão giám đốc này rất khả nghi. Bên này, Brandon đang định nhảy xe thì bị hai anh cảnh sát phát hiện, đưa tay lên đầu rồi quỳ xuống. Bạn ơi, biết nếu bị mớ lên phường thì anh sẽ không thể minh oan cho bản thân. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải đi đường quyền khiến hai cảnh sát sấp mặt lợn.
sau đó nhảy một khẩu súng rồi ép một thanh niên đang phê lá đu đủ gần đó chở mình đi trốn. Đi đến đoạn vắng người, Brandon cảm ơn chàng thanh niên tốt bụng bằng cách hứa sẽ đảm bảo con xe này nguyên vẹn rồi đạp ga để lại người ta bơ vơ giữa đường. Anh phóng một mạch đến chỗ bố mình là Thomas để lánh nạn và kể cho ông biết những gì đang diễn ra. Phía bên kia đặc vụ Zero nhận được tin tình báo mới từ Clover. Trước đây, một tên kế toán bị phát báo động vì cố tình đột nhập vào khu vực không cho phép của công ty dược FLC. Theo quy định thì cảnh sát sẽ xuất hiện để điều tra, nhưng khi đến nơi họ lại bị phía công ty ngăn cản. Cảm thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề nên đặc vụ Zero tìm gặp trưởng ban an ninh Drake của công ty FLC để hỏi thăm về tên kế toán kia. Đối phương nói rằng tên kế toán hôm đó nhậu say rồi mò đến công ty lấy đồ để quên. Chẳng may đi vào khu vực không cho phép nên báo động mới vang lên. Hiện tại hắn ta đang bị bệnh và không ở đây, nghe thì có vẻ rất hợp lý nhưng không thuyết phục tí nào. Khu vực bị cấm không hề liên quan đến văn phòng làm việc thì làm sao tên kế toán có thể đi nhầm dễ dàng vậy? Lúc này Clover nhắn cho Zero địa chỉ bệnh viện nơi mà một tên mafia Nga may mắn sống sót sau khi ám sát Brandon không thành. Anh đặc vụ không nói nhiều trực tiếp dùng súng đè mạnh vào vết thương của hắn ta để ép hắn khai ra mọi chuyện. Nhưng tên khốn này lại nói rằng hắn không biết người thuê là ai vì giọng nói đã bị bóp méo. Ngoài ra hắn còn cho biết có tiếng trực thăng khi nói chuyện qua điện thoại. Không thu hoạch được gì nhiều nên Zero nhanh chóng tìm đến chỗ tên kế toán của công ty FLC. Sau vài biện pháp nghiệp vụ cơ bản, cuối cùng tên kế toán cũng phải ngoan ngoãn khai ra. Hắn nói rằng Donald chính là người chủ mưu muốn giết chết Daya, bởi vì nếu hiệp định thương mại được ký kết thì giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm tụt quần. Như vậy, khi được sáp nhập vào tập đoàn lớn thì ông ta sẽ mất rất nhiều tài sản và có thể bị đuổi về quê trồng cá và nuôi thêm rau. Tuy nhiên, trong lúc Zero đang đau đầu để điều tra thì Brandon và Thomas lại sống yên bình trong rừng như không có gì xảy ra. Tối đó, Thomas kể cho con trai nghe một câu chuyện. Năm đó, đồng đội của ông đã không may bị địch bắt lại vì tầm nhìn quá xa mà kẻ địch lại đứng sau lưng người bạn. Khi ấy, vì tính cấp bách của nhiệm vụ nên ông đã nổ súng. Kết quả kẻ địch chết nhưng người bạn của ông cũng không còn. Điều này khiến ông ám ảnh đến tận bây giờ. Vài ngày sau đó, phía CIA lục soát phòng của Brandon và phát hiện ra tọa độ mà hai bố con nam chính đang sống, vì vậy John liền cử người đến đó. Trong khi đó, Zero lại tìm được một bức hình mà Brandon chụp chung với các anh em trong quân đội. Nhìn thấy người đứng sau nam chính rất giống trưởng ban an ninh Drake nên anh đã gửi về cho Clover kiểm tra. Kết quả tìm kiếm cho thấy người đó đã chết 5 năm trước trong một lần tham gia nhiệm vụ. Cùng lúc này, cảnh sát đã tiến vào khu rừng mà hai bố con nam chính đang ở. Tuy nhiên, Thomas có gắn camera an ninh xung quanh nên cũng biết được việc này. Ông nhanh chóng kêu con trai đi theo đường hầm để thoát ra ngoài, còn mình sẽ ở lại câu giờ. Không ngờ khi ấy, Lady Death cũng đã ẩn nấp ở đây từ trước. Với tài năng xạ thủ của mình, cô ta tiễn gần hết đám cảnh sát đi bán muối. Những người còn lại cố gắng chống trả nhưng đều vô ích. Sau khi dọn hết đám rồi, bu cô nàng chết chóc liền quay nòng súng hướng về Thomas. Còn ông ấy thì vẫn đang cố gắng tìm kiếm mục tiêu xung quanh. Lúc này, Lady Death có thể dễ dàng hạ gục Thomas nhưng cô ta lại do dự không nổ súng. Chẳng lẽ vì thương người già nên muốn tha mạng cho ông ấy? Hóa ra phía bên kia, Brandon cũng đang hướng nòng súng về phía cô ta. Cả hai bố con anh đều là những tay thiện xạ hàng đầu của Hoa Kỳ. Nếu cô ta bắn người này thì người còn lại sẽ ghim thẳng viên đạn vào đầu cô. Đương nhiên chẳng có ai tự đặt mình vào nguy hiểm cả. Vì vậy, Lady Death quyết định ngắm bắn vào một người cảnh sát chưa chết. Theo phản xạ tự nhiên, anh ta bóp cò khiến khẩu súng trường bắn xung quanh. Nhờ vậy mà cô ta mới có thể thoát khỏi sự chú ý của hai bố con Brandon và Jim én khỏi hiện trường. Tuy nhiên, nam chính đã nhận ra điều này nên nhanh chóng phối hợp với bố vây bắt Lady Death. Sát thủ chỉ có hai con đường, một là sống còn hai là chết. Vì vậy, ngay khi chạm mặt Brandon, cô ta lập tức tấn công không chút do dự. Mặc dù là phái yếu nhưng cô nàng chết chóc lại chẳng yếu tí nào. Thậm chí còn liên tục bón hành cho nam chính ngập miệng. Brandon hết bị kẹp cổ cho ngửi mùi mắm tôm đến ăn cùi chỏ sấp mặt lợn. Chẳng mấy chốc anh đã bị cô ta khống chế, nhưng đúng vào lúc này Thomas xuất hiện kịp thời chĩa súng vào đầu Lady Death. Vì đây là một nhân chứng quan trọng trong vụ án nên hai bố con đã trói tay cô ta lại rồi báo cho cảnh sát đến bắt. Nhờ vậy mà nỗi oan của Brandon mới được hóa giải. Sau khi tra khảo, họ biết được rằng chính Donald đã thuê Lady Death ám sát Daya. Ngoài ra, Brandon còn biết thêm người đồng đội từng phản bội mình 5 năm trước đã giả chết và hiện giờ sống dưới cái tên là Drake. Vì Donald và Drake đã chạy trốn không biết đang ở đâu nên Brandon nghĩ ra một cách, đó chính là lợi dụng Lady Death. Cô ta sẽ gọi điện đến cho Drake và nói rằng đã bắt được Brandon. Ngay khi cô nàng chết chóc giao nam chính cho hắn ta thì cảnh sát sẽ ập vào tóm gọn cả ổ. Để Lady Death đồng ý, đặc vụ John hứa sẽ tha tội ám sát cho cô ta nhưng phải bị trục xuất vĩnh viễn khỏi nước Mỹ. Ngay sau đó, cô ta liền gọi điện cho Drake và nói rằng muốn giao Brandon cho hắn xử lý. Tuy nhiên, tên khốn này lại muốn Lady Death giết chết nam chính. Những lần trước tôi đã giết rất nhiều người nhưng anh vẫn chưa chuyển tiền cho tôi. Vì vậy, tôi sẽ mang Brandon đến chỗ anh để đổi lấy tiền công. Drake là một kẻ ăn bánh nhưng không muốn trả tiền, cho nên hắn đã đồng ý để cô ta đưa Brandon đến rồi giết chết cả hai người.
Sau khi có được địa chỉ, mọi người liền lên kế hoạch cho nhiệm vụ lần này. Đặc vụ John yêu cầu Lady Death dùng súng giả, còn Brandon chuẩn bị hai khẩu súng thật để đề phòng. Nhưng để bảo vệ được con tin, họ phải sắp xếp một tay bắn tỉa siêu giỏi. Lúc này, Thomas đứng ra nói ông sẽ đảm nhiệm vị trí quan trọng đó. John cho rằng Thomas đã về hưu quá lâu rồi nên không phù hợp. Tuy nhiên, thấy con trai mình sắp gặp nguy hiểm thì một người làm bố như ông sao có thể ngồi yên được. Rất nhanh, cảnh sát đã triển khai lực lượng đến điểm hẹn ngay trong đêm. Lady Death tiến về phía biệt thự để giao con tin, nhưng Greg cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn yêu cầu cả hai vào trong nhà chứ không chịu ra bên ngoài. Sau đó nổ súng bắn về phía Lady rồi khống chế Brandon. Lúc này, toàn bộ lực lượng cảnh sát đã bao vây căn biệt thự. Biết không thể nào thoát khỏi đây nên hắn đã dùng tính mạng của nam chính để yêu cầu 10 triệu đô la Mỹ và một chiếc trực thăng. Khi ấy, John đã ra lệnh cho Thomas nổ súng. Nhưng mục tiêu lại ở phía sau Brandon nên ông không thể bắn được, bởi vì chỉ cần sai sót giống năm xưa thì ông sẽ giết chết con trai mình. Phía bên kia, Lady Death đi tìm Donald và vô tình phát hiện đặc vụ Zero đang bị bắt trói trên ghế. Hóa ra anh ta đến đây điều tra nhưng bị bọn chúng phát hiện và thành ra như vậy. Mặt khác, Thomas vẫn đang lưỡng lự không dám nổ súng mặc cho John gào khản cả cổ kêu bắn. Lúc này, Brandon nói với bố mình rằng, con tin bố, câu nói đó như tiếp thêm động lực cho ông ấy. Lấy lại bình tĩnh, ông lập tức nổ súng bắn chết Derek. Và sự tin tưởng của Brandon đã giúp anh còn sống. Cuối phim, Donald đã bị đặc vụ Zero bớ lên phường uống trà đá. Còn hai bố con nam chính cũng quyết định từ bỏ quân đội để sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.